Trước anh linh của Người, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ niềm thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam. Người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Thực hiện lời dạy của Người, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết, năng động sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, giành được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển.